qua Tết phiên đầu tiên tôi gặp cú sốc đại dịch, corona ha. Tôi ra phiên đầu tiên tôi chỉ biết một điều duy nhất, đó là tôi bán bằng được bất chấp giá gì, tôi bán cho bằng được là thôi, bởi vì đó là cái cú sốc quá lớn đối với loài người. Tôi bán bằng được thì kết quả là cái NAV của tôi ở trong Tết thì nó dương khoảng 3-4% gì đó, và hôm đó tôi bán cũng rất may mắn, nó chỉ âm đi 1-2% gì thôi đó, chứ nó không có bị quá nặng. Thì sau đó nó về mà khoảng chừng nó lụng 700 điểm đó, là bắt đầu tôi mua lần 1, lần 2, lần 3, và khi nó quay đầu tôi all in ngày 31 tháng 3 năm 2020. Cây đó là cây lịch sử all in. Thì sau đó cứ tuần là nó nhân đôi, tuần là nhân đôi tài khoản, và sau nửa một tháng là nhân đôi tài khoản. Chính vì thế nó lại nhiều là nó nhờ cái giai đoạn đó đó.